đóng góp của Đức Tổ Sư và Phật giáo Khất Sĩ đối với đạo pháp và nhân sinh được sự cho phép của Trung ương Giáo hội và các cấp chính quyền, Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hệ phái Khất Sĩ đồng tổ chức hội thảo khoa học Hệ phái Khất Sĩ tư tưởng Phật học, lịch sử truyền thừa và những đóng góp. Hội đủ duyên lành hôm nay ngày 5 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 22 tháng 9 năm Quý Mão, lễ khai mạc phiên toàn thể hội thảo long trọng được diễn ra tại Pháp Viện mang tôn hiệu Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, số 505 đường Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người. Đó chính là lý do của buổi